Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và tiếp vận bảo tính thành phố Hồ Chí Minh vừa trao tặng 100 xuất quà cho người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với suất trị giá 500.000 đồng. Đây là một hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của địa phương, xã hội đối với cuộc sống của người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phước Hải, qua đó động viên các gia đình phương lên trong cuộc sống.